Dịch giả phức tạp, ở nhà thì giờ mình đã kiểu cũng gần đủ bộ mà. Cái quýt của Nati để dành mình xài và sử dụng trong thời gian tới, trong đó có mấy cây bú dầu, dầu đời đầu, bú dầu green, bú dầu chế. Dầu chế này là từ con EZT610, có điếm điếm vít điện tử, chế đầu dầu của 7203 vô. Con 7210, con này còn khá đẹp. Và con 6506 rất là nhỏ, sao nó nhỏ so với mấy con này ghê lắm, nhỏ xí luôn nè. Bạn thấy không? Nó ngắn mà lực kinh lắm. Hôm nay mình sẽ rảnh mình test các dòng mình yêu hết cho các bạn xem. Đầu tiên con này nha. Con này 6506 nhỏ gọn. Cái này nó chạy kiểu go to chứ không phải là kiểu motor. Con này như motor hay gì nè. Còn mấy con này go to hết. Em thấy không, mạnh kinh lắm. Nó nhỏ mà nhiều cái nó phải nói là nó kinh lắm. Để mình test cái con khúc khúc cây này cho các bạn coi. Thù của búa này nó ồn vậy đó. Không? Rồi xong một con tiếp theo mà tới con này đi, búa búa dầu đời đầu. Cái đặc thù của nó, cái búa dầu này sao cái đầu nó lắc nó kêu cọc cọc. Ừ, cũng có kêu nè, cái này nó kêu phải không đó. Kiểu cái cụm dầu ở trong nó kêu vậy đó. Ừ, cái này vậy nè. Hồi lúc mình mới mua con này á thì nó tính nó búa nó chế nên nó phải kêu cọc 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 cọc, nhưng thực tế cái con 7203 nó cũng vậy luôn. Có nghĩa là đợi đậu nội dầu nó kêu kêu cọc 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 nè. Nè con máy này nó có kêu nè. Không có kêu. Nè. Này con này kêu cũng không rõ nữa, con này ghim mình chưa tháo vậy chứ chưa cầm cầm đó. Rồi giờ bán thử con dầu này nha. Nói chung mấy con dầu này mấy bạn bắn vô mấy cái nào mà gỗ mềm á, đừng có xài búa, ít xài búa, nó chỉ siết nhẹ nó gõ búa, chỉ cần gõ búa 2-3 cái để siết thì rất là yên, rất là im. Chứ bạn siết mà tua nặng thì nó cũng ồn. Nhưng mà để nó đây, kiểu như các bạn nhận cho nó nhẹ, nó xuống từ 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 đó. Từ từ nó im lắm. Chứ mà còn kiểu ép tua mà ép tua cho nó đẩy tua cao lên để nó cái đầu dầu nó đập thì nó cũng ồn thôi à. Nên các bạn xác định mục đích là bắn này khác khác vậy không. Còn cái kia mà còn như cái đầu này đi, như để thằng này nó tháo ra mà nó nện búa là các bạn nghe nè, nặng nhẹ gì không biết, nhưng mà để nện búa là cỡ nào cũng ổn kinh lắm. Đâu có chuyện mà lấy lên nhẹ cạch 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 cạch. Búa nó con. Búa nó khỏi là có ồn.
cỡ nào cũng ồn hết á. Còn thằng dậu lấy ra nè, lấy con cho các bạn nghe, thằng dậu lấy ra nè, lấy dứt ra, dứt vô nè, thì vẫn từ từ lấy ra, từ từ thôi. Nhà có con nhỏ mà các bạn để cạch 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 cạch, thấy không, nhỏ thôi. Tôi không cần nhanh, tôi cần chậm rãi từ từ mà không có ồn nữa. Nó xịt 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 vẫn vô mà lấy ra được, nó không có. Đó, nhẹ nhẹ đồ đạc, nó khác biệt đậu dầu. Đừng có so với cái mắt tua nó ồn với mà của mắt tua với cái bố kia. Mình cần im lặng lúc tháo ra với gáp vô nhẹ. Gỗ thì đa phần mình bắn gỗ mềm, có lấy lỗ trước mà, chứ đâu có mà bắn thẳng vô đâu. Bắn thẳng từ khi người ta làm nhà lớn, nhà lớn rồi. Tới con gì ta, con này đi, như con này đi, cũng là dòng ấy nhưng nó im hơn, với lại nó có cái có cấp lực. Con này nó không có, nó bắn vô nó ăn hỗn bành 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 bành. Còn này nó có hai cấp lực nào, cũng có cái khôn cái ngu của nó. Tiền nè, nè cấp lực nè, lô hai gì đó, bắn vô lỗ chưa khoét nha, lỗ mới nè. Thì nó ồn vậy đó, cái đặc thù của búa này nó ồn. Rồi vô để con búa dầu nó láo ra nha. Búa dầu này đi 7203 nha, 7203 láo nha. Rồi láo nè, nhận vô trước đi. Rất là im và nhẹ, háo ra nè. Tủ ít thôi, đang mở tủ ít nè. Tủ lớn. Nó xịt 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 vô rất là im. Qua này để nghe cái này nó xịt xịt vô nhẹ nhàng nghe. Cũng tôi nhỏ không ngờ tôi lớn nha, hãy coi nó sao. Cỡ nào nó cũng phải ồn lắm, còn cái này nó cứ xịt 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 xịt. Rồi giờ tới qua cái dầu này đi. Dầu này nó gọi là đầu lai, để bạn làm được cây này thì phải ra tốn hai cây, một cây điện tử với một cái đầu dầu. Đầu dầu này không biết nổ nổ sơn bóng lại thì nó ghim sẵn bên Nhật, nó đồ bãi nó làm sẵn rồi, nó chế về Việt Nam mình nè. Rồi bắn nha, cục pin này cho bỏ hết pin hay gì. Hết pin được rồi, hết pin rồi. Hai cục hết pin hết này đó. Cơ bản là nó vậy đó. Cái này đậu con đẹp, cái mình nó đẹp hơn. Cây này đó, thấy loại dầu chắc này nó hết rồi. Nati mấy loại dầu mình đủ hết rồi. Cái này nó được làm lại, sơn đầu lại. Nặng, đặc thù của mấy cây dầu thì nó nặng hơn mấy cây kia nhiều lắm. Đó, bộ sưu tập của mình á.
nói chung cũng vui. Các bạn là muốn căn bản muốn một cây nhỏ gọn thì mua cây này nè, 6506, nhỏ lắm, mình tháo hết rồi không tính sơn là mà thôi làm biến quá bỏ luôn. Nhỏ xí à, nhỏ lắm, nhỏ xí. Cái này với 6407 hả? 6400 mấy cái khoan để ở trên nó mấy nè. Nói chung là đủ. Bộ sưu tập Nauti đến đây là chắc dừng lại à. Đó. Nếu các bạn nào muốn mà kiếm thì chắc kiếm cây 7201 này, một cây nè. Cây này để dành đi bắn dầu nhỏ gọn nè. Với một cây dầu. Dầu bây giờ khó kiếm, giá cao. Cây này đẹp mà giá cũng cao lắm. À. Tem cây này muốn đẹp hơn tem cây này luôn. Mà nó vỏ nó không có liền lạc bằng. À, này nó bị tróc chút xíu này nè. À. Rồi. Rồi nếu các bạn nào có chung niềm đam mê thì comment lên chia sẻ đồ. Lâu dữ mới làm clip lại mấy vụ này. Rồi cảm ơn các bạn. Còn mấy cái dòng 12V này nào nó cũng yếu như nào hả? Chứ đừng đòi hỏi gì nhiều. Mình chỉ khoan lỗ trước rồi bắt vít thì nó ok. Chứ còn đâu có làm nhà, làm bọng bắn tôn gì nhiều đâu. Bắn tôn thì kiếm cây Makita với T13 Trung Quốc vậy đó. Trung Quốc hay gì? Nhập Mỹ. Cái đó không biết được. Chùi giống gái. Thôi xin chào các bạn. Chúc mùa Covid sớm qua. Anh em chúng ta làm ra tiền tiếp tục. Dạ, sống khó khăn quá. Bye các bạn.